Nương chả cổ xin chào bà con nha. Đây là sâu canxi hay còn gọi là ruồi lính đen này mọi người nè. Đây là ở cái giai đoạn mà tầm cỡ chừng 7 đến 8 ngày tuổi sau khi xuống máng nha. Hiện tại Út đang cho ăn bã đậu và xoài nha mọi người, xoài công ty á. Xong rồi người ta cho mình về mình xử lý, mình xay ra xong mình đổ cho nó ăn ha. Cái phân của xoài này sau khi sâu canxi xử lý rất là tốt mọi người. Đây nè, đây là xoài xuất khẩu á, xong rồi mấy cái vỏ mấy cái hạt của nó mọi người, cái mình lấy về rồi mình xay ra mình cho sau mình ăn, hoặc là bã đậu nha, bã đậu mọi người nha, trộn hai cái hỗn hợp này vô là mình sẽ cho nó ăn. Cứ bỏ đổ ra cái khay bê tông á, mình đổ ra sẵn cái mình trộn cho nó ăn nha. Đường như vậy thì mình xử lý qua men nha mọi người, ủ men vi sinh ha. Xong rồi mình sẽ cho nó ăn để khử mùi hôi, khử mùi luôn nha. Với lại là con sâu mình nó ăn vô thì nó sẽ an toàn hơn, chứ mình không sử dụng cái gì ta, xác chết động vật hoặc là nguồn phế phẩm từ lò mổ nha mọi người. Tuyệt đối không sử dụng mà những cái xác chết động vật hoặc là phế phẩm từ lò mổ mà cho sâu canxi ăn rồi mình khai thác sâu canxi cho lại gà lông hoặc gà tre của mình ăn nha mọi người. Tại vì như vậy dễ bị nhiễm khuẩn chéo với lại E. coli á, cho nên trong cái khâu thức ăn của sâu canxi mình phải là thức ăn sạch nha. Đây nè, đây là những cái khay đẻ trứng sau con si nó đẻ phun rồi mọi người. Để mà nó đẻ phun như thế này thì phải trời nắng, nắng to đẹp thì nó mới phải kiểu giao hợp với nhau, con đực con cái, sau đó thì mới kê đít vô mấy cái khay này để đẻ trứng ha. Đây đó, mình có thể bỏ những cái tấm vải hoặc là tấm lá lên đó để cho nó làm giá thể, để cho nó bu vô nó đưa. Tại vì đây là những cái con bố mẹ nè, nó sẽ bay lên, con đực á, thì nó sẽ bay lên, nếu mà nó giao phối với con cái thì nó sẽ hết vòng đời, còn con cái thì nó sẽ đẻ nha. Đây nè, đây là những cái kén nó sẽ nở ra con ruồi ha. Rồi khi mà nó chưa có đủ cánh, nó chưa có đủ lực thì nó sẽ bám vô những cái thành này, còn sau khi mà có nắng đồ lên nó đầy đủ thì nó sẽ kê đít vô đẻ nha mọi người. Đó, mọi người thấy không, con đực của con cá đây nè, đó, có nắng đẹp thì nó sẽ như thế này với nhau, xong rồi nó sẽ kê đít vô kia đẻ ha mọi người ha. Cái thùng thúi để đẻ thì nó phải có cái mùi ung nha mọi người, mùi ung mình sử dụng cái gì ta, cái trứng ung với bã đậu mà mình không ủ men á, để cho nó lên mùi, cho nó dậy mùi nha mọi người nha. Ở dưới cái chỗ mà cái mình để cái thanh đẻ trứng á, bà con nào mà cần trứng hay là cần kén yến thì cứ liên hệ với Út qua số điện thoại 0976629090 nha. Đây đó mọi người, cứ một băng như vậy thì mọi người có thể làm 6 hoặc 7 thì tạo ra được 5-6 khe ha. Thì con ruồi cái thì nó sẽ kê đít cho đó để nó đẻ nha mọi người. Mình là chỉ thu hoạch thôi ha.